Chào các bạn, Quỳnh Mai chúc các bạn ngày mới vui khỏe bình an. Hôm nay Quỳnh Mai trồng mua được hai loại. Đây là một bụi cây rosemary và bụi này là xuân sáo. Xuân sáo đó các bạn. Bây giờ Quỳnh Mai sẽ trồng bụi rosemary và xuân sáo vào thùng. Quỳnh Mai đã sửa soạn đất ở trong cái thùng màu tím này các bạn. Bây giờ đào cái lỗ, tại vì cái cây rosemary này cái gốc nó rất là lớn. Mình trồng tới mùa đông thì nó chết, nhưng mà nó còn gốc còn rễ, mùa xuân nó lên trở lại các bạn. Đó, đào cái lỗ sâu bằng cái thùng mà người ta bán cho mình. Cái đất này thì Quỳnh Mai đã trộn sẵn các thứ rồi, đó là tớp xôi với lại botin miết với lại mùng cưa, bây giờ với lại phân tan chậm, trộn tất cả lại với nhau. Rồi các bạn nhìn thấy mấy cái hộp trắng trắng đó là ở trong cái bao phân botin miết hộp xanh cũng vậy. Bây giờ thì mình bỏ cái bụi cây rosemary vào. Đây, cái bụi cây nó lớn như thế này các bạn. Quỳnh Mai đã bỏ vừa cái lỗ mình đào, bây giờ lấp đất lại. Cái lá của cái cây này rất là thơm đó các bạn. Người ta trồng rất là nhiều, người Mỹ cũng thích. Tại vì cái lá của nó mình hái khi mình ướp thịt bò hoặc là thịt heo, thịt gà gì hết, mình cũng lấy cái lá của nó ướp gia vị xong hết rồi mình ngắt những cái lá nhỏ này nè các bạn. Mình rải vô trong thịt, trộn chung vô trong thịt rồi mình đem nướng. Nó rất là thơm. Nó bán đi cái mùi thịt bò với mùi thịt heo đó các bạn. Ai cũng thích cái mùi này hết. Nhất là khi mà mình nướng thịt bò, thịt heo barbecue đó, là mình ướp gia vị xong hết cho nó thấm cái mình. Hái cái này mình xắt nhuyễn nhuyễn bỏ vô trộn chung. Rồi để một chút, chừng nửa tiếng cho nó thấm gia vị với thấm cái mùi này nè. Rồi mới bắt đầu đem nướng. Nướng thì miếng thịt rất là thơm ngon. Mình ăn cái lá này vô miệng rất là thơm đó các bạn. Đó, đây là một loại cây gia vị rất là quý hiếm. Nhưng mà đặc tính của nó là mình trồng được, nó sẽ mùa đông nó sẽ chết và mùa xuân nó trở lại, nên trồng nó ai cũng thích, tại vì nó sẽ lên khi mùa xuân tới các bạn. Bây giờ Quỳnh Mai sẽ đi trồng cái bụi cây xương sáo. Mình đã trồng cây xương sáo vào trong cái thùng kế bên của cây rosemary. Thì cái cây xương sáo này các bạn có nghe tên bao giờ chưa? Mình đi nursery của người Việt Nam thì mình thấy cái bụi này đây là xương sáo, nên mình mua về để trồng. Thì cái lá của nó giống như là cây húng vậy các bạn. Mình tưởng là cây húng nhưng không phải, đó là cây xương sáo, lá nó nhọn hơn và xanh đen các bạn. Thì cái cây này khi mà nó lên tùm rồi thì các bạn hái lá của nó giò giống như là lá xương sâm vậy các bạn. Nhưng mà nó ra nước màu đen. Nó ra nước màu đen và nó sẽ đặc lại giống như là xương sâm. Nhưng mà mình muốn nó dai thì mình phải trộn thêm là cái bột rau câu đó các bạn. Mình chắc cái nước này chung với bột rau câu rồi mình nấu lại thì nó ra cái xương sáo màu đen mình ăn đó các bạn. Thì đây là cũng một loại cây quý hiếm mà Quỳnh Mai nhập vừa vào vườn của mình.
Quỳnh Mai có dây xương xăm, bây giờ có bụi cây xương sáo và cây gia vị là rosemary. Vậy hôm nay Quỳnh Mai đã du nhập vào vườn của mình hai loại cây quý hiếm, đó là cây xương sáo, cây rosemary thì ở lô hoặc là ở Walmart có bán, nhưng đặc biệt là cây xương sáo thì chỉ ở nursery của người Việt Nam có bán thôi các bạn. Và mình cũng trồng và mình cũng đang chờ nó ra lá và học cách nấu xương sáo, chứ mình cũng chưa biết cách nấu như thế nào. Nhưng mà người ta nói cũng lấy lá giò lại, rồi lấy cái chất nhờn giống như là xương xăm vậy. Nên mình đợi cái bụi này lớn lên đủ lá để cho mình có lá để giò. Rồi lúc đó mình sẽ học và chia sẻ với các bạn sau nha. Quỳnh Mai video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe bình an, ủng hộ Quỳnh Mai bằng cách đăng ký, chia sẻ, like để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt.